Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Cánh diều này nhé. Bài học hôm nay các em sẽ học bài số 9 là bài ôn tập để củng cố lại tất cả các âm và chữ mà các em đã được học ở các bài trước đó. Mục tiêu của bài học này là để các em biết ghép các âm đã học thành tiếng theo mô hình âm đầu và âm chính. Biết ghép thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng để tạo tiếng mới. Đọc đúng bài tập đọc, tìm đúng từ ứng với mỗi hình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em hãy nhìn bản ghép âm cô chiếu trên bảng nhé. các em hãy ghép các âm đã học lại thành tiếng đây là các âm đầu nằm ở cột dọc đó là âm cờ âm giờ âm đờ đây là các âm chính nằm ở hàng ngang đó là âm a âm o âm ô âm ơ âm e Bây giờ chúng ta vừa đọc, vừa ghép các âm đầu ở cột dọc với các âm chính ở hàng ngang lại nhé. Bắt đầu nào. Cờ A K Cờ O Co Cờ O Cô cờ ơ cơ giờ a da giờ o do giờ ô vô giờ ơ dơ giờ e je đờ a đa đờ o đo đờ ô đô đờ ơ đơ đờ e đe chúng ta sẽ đọc lại lần nữa các tiếng mà chúng ta đã ghép lại nhé ca co cô cơ da do dơ gia. Đa, đo, đô, đơ, đe. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm các thanh đã học là thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi và thanh nặng vào các tiếng mà chúng ta vừa ghép được trên bảng ghép âm nhé. Kết quả sẽ là Ca, cà cá cả cả co cò có cỏ cọ cô cồ cố cổ cộ cơ cờ cớ cỡ cợ da già giá giả dạ do giò gió giỏ nhọ vô dồ dố dỗ dỗ dơ giờ nhớ dở dở dè dè dẻ dẹ, yeah. đa, đà, đá, đã, Đạ đo, đò, đó, đỏ, đỏ, đô, đồ, đố, đổ, độ, Đơ đờ, đớ đỡ đỡ đe đè đé đẻ đẻ Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang bài tập số 2. Các em hãy nhìn các hình ảnh trên bảng và cô sẽ đọc đáp án của mỗi hình nhé. cờ đỏ cố đô hình ảnh này muốn nói đến cố đô huế là kinh đô cũ của nước việt nam chúng ta nhé các em đồ cổ đa. Bây giờ cô sẽ bỏ đáp án ra và chỉ vào hình bất kỳ. Chúng ta sẽ đọc lại đáp án của mỗi hình một lần nữa nhé. Đồ cổ Cờ đỏ đa Cố đô Tiếp theo chúng ta sẽ bước sang bài tập số 3. Chúng ta sẽ tìm từ tương ứng với hình cô chiếu trên bảng nhé. Hình số 1 Đáp án là cờ. Đây là lá cờ có 5 vòng tròn, là cờ của Olympic, tượng trưng cho năm châu nhé các em. Hình số 2 Đáp án là cọ. Cọ là cây cùng họ với cao, lá to xòe, thường thấy mọc ở vùng Trung Du. Hình số 3. Đáp án là dẻ. Hạt dẻ là một hạt to bằng đầu ngón tay, màu nâu, ăn rất bùi và thơm. Hình số 4. Đáp án là đá. Đây là một hòn đá nhé các em. Kết thúc bài học này, cô yêu cầu các em hãy chỉ hình và nói cho người thân nghe những sự vật mà các em mới biết qua bài tập đọc hôm nay nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này bổ ích, hãy ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ để mọi người cùng học tập nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.